Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh thông tin bất động sản Nhơn Trạch xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin dự án nút giao thông 319 và đưa quý vị đi tham quan toàn bộ tuyến đường 319 của huyện Nhơn Trạch. Ghi nhận của chúng tôi chiều ngày 18 tháng 6 năm 2021, tất cả các hạng mục dự án nút giao 319 đã hoàn thành. Tuyến chính kết nối trung tâm huyện Nhơn Trạch, cầu vượt, các nhánh rẽ từ huyện Long Thành đã được thảm nhựa xong, ô tô đã có thể lưu thông. Chỉ chờ ngày cắt băng Khánh Thành là xe có thể chạy từ Nhơn Trạch về nút giao thông An Phú thành phố Thủ Đức chỉ 10 phút. Các hạng mục sơn vạch kẻ đường, biển báo, hệ thống chiếu sáng, hộ lan dọc tuyến đã được lắp đặt xong. Trên công trường, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện lắp đặt, thi công nhà điều hành trạm thu phí. Đại diện công ty cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI cho biết, hiện các gói thầu đã thi công hoàn thành. Theo cam kết, dự án nút giao kết nối cao tốc Long Thành sẽ chính thức thông xe vào ngày 30 tháng 6. Dự án đường 319 kết nối cao tốc Long Thành có điểm đầu tại ngã ba Bến Cam, huyện Nhơn Trạch, điểm cuối giao với cao tốc Long Thành tại km 19+711, chiều dài toàn tuyến 9,46 km. Dự án này có 3 nút giao được kết nối liên thông dạng hoa thị, trong đó nút giao quan trọng nhất là nút giao đường 319 kết nối với cao tốc. Sau khi hoàn thành, kỳ vọng sẽ chia lửa với tuyến cao tốc Long Thành thường xuyên bị quá tải gây ùn tắc giao thông nhiều năm qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn xem clip toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao, được chúng tôi thực hiện vào ngày 18 tháng 6 năm 2021 và đi thăm toàn tuyến đường 319 của huyện Nhơn Trạch. Sau đây xin mời quý vị và các bạn xem clip toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao, được chúng tôi thực hiện vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Thank you.
Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng kênh thông tin bất động sản Nhơn Trạch đi tham quan toàn tuyến đường 319 của huyện Nhơn Trạch. Quý vị và các bạn đang ở vòng xoay Bến Cam, điểm giao cắt giữa đường 319 và đường Lý Thái Tổ. Thank you.
quý vị và các bạn đang ở ngã tư Tín Nghĩa, điểm giao cắt đường 319 và đường 25 bê tôn Đức Thắng. Quý vị và các bạn đang ở vòng xoay 319-25C, điểm giao cắt đường 319 và đường 25C Nguyễn Ái Quốc. Quý vị và các bạn đang ở vòng xoay 319 Võ Văn Tần, điểm giao cắt đường 319 và đường Võ Văn Tần.
Quý vị và các bạn đang ở vòng xoay đường 319 và Trường Chinh. Phía tay trái quý vị là hướng rẽ ra đường Trường Chinh, đi ra cảng Phước An và cảng Cái Mép Thị Vải. Hướng đi thẳng quý vị sẽ ra đường Hùng Vương và khu đô thị Phước An Long Thọ. Quý vị bắt đầu đi vào khu đô thị Phước An Long Thọ. Phía tay phải của quý vị là dự án bất động sản Sunflower với quy mô 150 ha. Tại đây giá đất nền đang rẻ nhất Nhơn Trạch hiện nay. Quý vị và các bạn đang ở vòng xoay đường 319 và đường Lê Hồng Phong. Điểm giao cắt đường 319 với đường Lê Hồng Phong. Hai bên đường là khu đô thị Phước An Long Thọ. Phía bên tay trái quý vị là dự án bất động sản xây dựng Hà Nội. Dự án bất động sản xây dựng Hà Nội với mặt tiếp giáp đường 319 dài 1,5 km. Nơi đây là khu vực giao dịch bất động sản nhộn nhịp nhất hiện nay tại Nhơn Trạch. Quý vị có nhu cầu mua bán đất nền khu đô thị Phước An Long Thọ, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn. Phía bên tay phải của quý vị là dự án bất động sản DTA City với quy mô 47,3 ha. Đây là dự án có lượng dân cư ở thực đông đúc nhất hiện nay trong tất cả các dự án bất động sản tại Nhơn Trạch. Chỉ 350 triệu quý vị đã có thể sở hữu căn hộ chung cư tại dự án với diện tích khoảng 35m2. Và với khoảng hơn 1,5 tỷ đồng quý vị đã có thể sở hữu căn nhà phố tại dự án này. Quý vị đang ở vòng xoay đường 319 với đường số 7 trong quy hoạch. Tuyến đường số 7 sau này sẽ là tuyến đường nằm trong vùng lõi của thành phố mới Nhơn Trạch.
và cuối tuyến đường 319 là điểm giao cắt với đường Hùng Vương thuộc địa phận xã Phước An. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận được tất cả những clip mà chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn.